Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thứ bảy, ngày 21 tháng 9. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Thị xã Mỹ Hào đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án. Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ kiên quyết không để xảy ra tình trạng trồng cây chờ đền bù tại các dự án. Các địa phương ở tỉnh Hưng Yên tập trung khắc phục hậu quả sau trận bão lũ vừa qua. Mặt trận Tổ quốc các cấp ở tỉnh Hưng Yên chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ. Các nhà máy nước sạch tập trung khắc phục hậu quả sau bão lũ để cung cấp nước sạch cho người dân, doanh nghiệp. Theo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên thông qua, thành phố quyết định bổ sung nguồn vốn cho 8 dự án và bổ sung danh mục nguồn vốn cho 8 dự án khác với tổng số vốn trên 69 tỷ đồng. 8 dự án được bổ sung trên 25 tỷ đồng từ nguồn vốn kế hoạch năm nay gồm các dự án cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ vòng xuyến dốc suối đến Ngân hàng Công Thương, cải tạo nâng cấp vỉa hè đường Chu Bình Chinh đoạn từ đường Phạm Bạch Hổ đến đường Triệu Quang Phổ, xây dựng đường Trần Quang Khải đoạn từ trường Cao đẳng Cộng đồng đến đường Triệu Quang Phổ, cải tạo chỉnh trang công viên Hồ Bán Nguyệt, xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê An Tảo Trung Nghĩa, cải tạo nâng cấp đường giao thông thôn Đảo Đặng xã Trung Nghĩa, triển khai hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư giáp bãi tập lái xe. Đây đều là các dự án đang thi công đảm bảo khối lượng hoàn thành để giải ngân bổ sung, trong đó có dự án đã thi công đạt 85% khối lượng. Ngoài ra, thành phố bổ sung danh mục dự án và trên 43 tỷ đồng từ nguồn vốn kế hoạch năm 2024 cho 8 dự án như dự án cải tạo nâng cấp 6 tuyến đường giao thông xã Trung Nghĩa, cải tạo nâng cấp trường trung học cơ sở Lam Sơn, tuyến đường giao thông từ sông Cửa Gàn đến trạm bơm Cầu Tây xã Liên Phương, tuyến đường từ trạm bơm Cầu Tây đến đường nối hai cao tốc và tuyến đường từ đường nối hai cao tốc đến cầu Dí, xã Phương Triệu. Thưa quý vị, khắc phục mọi khó khăn, tập trung nhân lực, phương tiện, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, làm cơ sở giải ngân vốn đầu tư công đang được các chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu thi công những công trình, dự án quan trọng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào triển khai thực hiện. Triển khai thi công từ tháng 3 năm 2024 đến nay, công trình cải tạo nâng cấp đường Đỗ Thế Diên là đường trục của phường Nhân Hòa, chỉ vắng bóng máy thi công trong những ngày bão lũ. Công trình có chiều dài gần 2 km, mặt đường rộng 7,5 m đến 9 m, có rãnh thoát nước hai bên. Đơn vị nhà thầu cho biết thời hạn ký hợp đồng thi công đến đầu tháng 9 năm 2025. Tuy nhiên đến nay, công trình đã được thực hiện khoảng 70%, nhiều đoạn đã đưa vào sử dụng. Nhà thầu thi công là đã huy động đầy đủ trang thiết bị, máy móc, nhân lực để thi công hoàn thành dự án và cam kết trong năm nay sẽ hoàn thành đưa dự án vào sử dụng và sẽ sớm hơn so với tiến độ ký hợp đồng khoảng 9 tháng. Tương tự như vậy, tại một số dự án khác, các nhà thầu đều đã tập trung nhân lực, vật lực với phương châm có mặt bằng đến đâu tiến hành thi công đến đó, đồng thời thi công theo hướng dễ làm trước khó làm sau, đẩy nhanh tiến độ, khối lượng, chủ động phối hợp địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu quyết tâm cao nhất, nỗ lực hết sức. Đơn vị thi công của chúng tôi thì đang có 3 công trình, chúng tôi cũng rất là gấp rút để triển khai theo định hướng của thị xã, cũng gặp rất nhiều khó khăn, đơn giá vật tư vật liệu rất cao so với cái mặt bằng chung và so với hợp đồng đã ký kết, cộng với lại cái việc là khan hiếm vật tư vật liệu. Tuy nhiên là công ty vẫn quyết tâm để khắc phục các cái khó khăn đó, cố gắng là đưa hoàn thiện các công trình về đích theo đúng kế hoạch. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào hiện có hàng chục công trình dự án đang thi công, trong đó nhiều công trình trọng điểm như đường trục trung tâm kéo dài, khu ngã tư trung tâm, đường kè sông Bần Vũ Xá, đường trục các xã Ngọc Lâm, Cẩm Xá, Nhân Hòa. Tất cả đều đã và đang được các nhà thầu tập trung vật tư, nhân lực, tổ chức thi công nhằm sớm hoàn thành dự án, làm cơ sở để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm, nên dù tiếp nhận nhiều dự án với diện tích đất thu hồi lên tới hàng trăm hecta đất, song xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ không để xảy ra tình trạng trồng cây trục lợi. Ngay sau khi có thông báo thu hồi đất phục vụ dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, gia đình ông Hậu, ông Quảng cũng như nhiều hộ gia đình khác ở thôn Quần Ngọc đồng thuận bàn giao diện tích đất nông nghiệp của gia đình mình. Hộ ít thì 5 sào, hộ nhiều gần 1 mẫu đất nông nghiệp và tất cả diện tích khi bàn giao đều giữ nguyên hiện trạng.
Kể cả xúi dục chúng tôi cũng không làm, tại vì chúng tôi xác định rồi là có thế nào gần như thế thôi. Thôn tôi là không có ai vi phạm về mang cây ra trồng để chuộc lợi. Gia đình chấp hành rất đầy đủ chủ trương chính sách của nhà nước, giao lại toàn bộ diện tích, không làm trái lương tâm mang cây qua nhà rồng chạy dự án để chuộc lợi. Dự án đầu tiên thu hồi đất tại địa bàn xã Trung Hòa vào năm 2008, ngay theo xúi dục một số hộ dân mang cây lâu năm về trồng trên diện tích lúa. Sự việc gây khó khăn cho công tác kiểm đếm, xác minh, xử lý và bồi thường giải phóng mặt bằng. Xã đã kiên quyết mời các hộ về trụ sở làm việc và yêu cầu di chuyển ngay số cây đã trồng. Rút kinh nghiệm từ sự việc trên, các dự án sau đó được xã giao cho cơ sở thôn, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền và kiên quyết ngăn chặn xử lý khi phát hiện sai phạm. Giao cho anh em công an nắm tình hình trường hợp mà đã mua cây về để thực hiện cái việc mà trồng cây trục lợi, chúng tôi phải ngăn chặn ngay từ đầu. Nhưng còn nếu mà để xảy ra thì đương nhiên các hộ sẽ học nhau, nó tạo ra cái mất công bằng, nên chúng tôi phải xử lý kịp thời trong các dự án tiếp theo, cái việc thu hồi nó dễ dàng hơn. Từ những kinh nghiệm trên, dù giải phóng mặt bằng 8 dự án với tổng diện tích đất trên 300 hectare của trên 3.000 hộ dân, trong đó có hai dự án trọng điểm của tỉnh là dự án khu công nghiệp Yên Mỹ Vigracera và dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, nhưng xã Trung Hòa không để xảy ra tình trạng trồng cây đón đền bù. Và đây là địa phương được đánh giá cao về nỗ lực giải phóng mặt bằng nhanh, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ. Sau mưa lũ, việc khắc phục hậu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đang được bà con nhân dân xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động nhanh chóng triển khai. Trong đợt bão lũ vừa qua, trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão có hơn 230 hectare cây ăn quả như bưởi, mít các loại, rau màu, lúa cùng trên 17 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, hơn 1.200 con gia cầm bị chết. Ngay sau nước rút, người dân đã xuống đồng tích cực dọn sạch những tàn dư thực vật, tận thu những diện tích cây ăn quả đến thời điểm thu hoạch, tiến hành lèn đất, vun gốc cho những cây ăn quả bị long gốc, dùng vôi bột, các loại thuốc trừ nấm để xử lý đất nhằm hạn chế sự xâm nhập của nấm bệnh. Chuẩn bị giống rau màu, sẵn sàng gieo trồng lại khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Những diện tích thủy sản chăn nuôi bị thiệt hại đang được bà con dọn dẹp tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo an toàn cho lúa chăn nuôi tiếp theo. Những cây nào bị đổ thì mình nâng dậy, xong mình vun gốc lại, mình dùng cái kích rễ, mình tưới lên thì được cây nào thì được cây đó, còn không có thì ta lại phải thay đi dòng cây mới. Cá tôi thả rất là nhiều, thế nhưng sau khi mưa thì bây giờ cái phần thì đi, phần thì qua quá trình mưa rửa trôi trên vườn nó bị vi khuẩn mang theo, chết rất nhiều. Thì tôi đã phải dùng cái Vicato và BKC để khử khuẩn lại ao để chuẩn bị tiếp tục nuôi vào vụ cá mới. Là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cũng như tài sản, chính quyền và người dân xã Giả Trạch, huyện Khoái Châu đang khẩn trương khắc phục hậu quả của trận bão lụt vừa qua. Trận bão lụt vừa qua, xã Giả Trạch có trên 108 hectare diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là các cây trồng như chuối, đu đủ và cây giống. Trên 90 nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn. Một số đàn vật nuôi bị chết do ngập cục bộ chuồng trại. Theo giả soát thống kê sơ bộ, tổng mức thiệt hại trên địa bàn xã khoảng 35 tỷ đồng. Hiện người dân đang tích cực sửa chữa lại các phần diện tích nhà bị ảnh hưởng, đồng thời tái đàn vật nuôi cũng như khắc phục các phần diện tích hoa màu bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống. Cơn bão số 3 nó về đến đây là cái nhà của bà ngoại tôi là nó bị thiệt hại, nó bay hết tất cả phần mái nhà và công trình phụ, nó tốc hết đi sang bên hàng xóm. Thì gia đình anh em tập trung gọi là đang khắc phục hậu quả lại để cho bà có nhà về ở. Ngoài ra địa phương vẫn đang tích cực phun khử trùng tại các vùng dân cư bị ngập lụt sau khi nước rút để đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường, tránh phát sinh dịch bệnh. Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, bão Yagi gây ra, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động nhằm kịp thời huy động nguồn lực, giúp đỡ nhân dân các địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Cơn bão số 3 đi qua, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên có trên 300 hộ dân bị ảnh hưởng. Khi các hộ dân thuộc khu phố Bắc Lê Hồng Phong bị ngập sâu trong nước lũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn cứu trợ đã hỗ trợ nhân dân sơ tán và hỗ trợ lương thực tạm thời đến tận tay 100% hộ gia đình, đồng thời vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 và lũ lụt gây ra. Cùng với đó, kịp thời thăm hỏi động viên, phân bổ nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ. Lũ lụt xảy ra thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng đã huy động mọi lực lượng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ vận chuyển cho bà con gia súc, gia cầm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng đã tiếp nhận rất nhiều nguồn tài trợ để đảm bảo hỗ trợ 100% hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đối với xã Tân Châu, huyện Quai Châu, bão lũ đi qua đã gây thiệt hại lớn về hoa màu, cây ăn quả của người dân, nhất là đối với các ruộng trồng chuối, đu đủ cây giống. Để hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết hợp với cấp ủy chính quyền các thôn, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, bố trí lực lượng giúp người dân dọn dẹp sau bão lũ. Gia đình nhà tôi làm một mẫu mốt chuối. Nhưng hiện tại giờ bão vùng thì nó hư hỏng hết. Dân tình toàn ra ngoài là dọn dẹp tuần nay thì quá là vất vả. Chúng tôi trong ban cấp ủy và các ban ngành đoàn thể đã tập trung vận động nhân dân khắc phục và cũng đến từng hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ dọn dẹp rồi là hỗ trợ mì tôm, gạo. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay chia sẻ ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Kết quả đến ngày 19 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 11 tỷ đồng từ các tổ chức doanh nghiệp cá nhân, 25 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác như gạo, mì tôm, nước, sữa, bánh kẹo. Trên cơ sở cái tổng hợp của các địa phương về nhu cầu cần sự hỗ trợ thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai các nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân, các tổ chức cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cũng đều quan tâm hướng về tỉnh Hưng Yên thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp để triển khai hỗ trợ đến đồng bào, đến nhân dân bị lũ lụt, lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái. Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi Cục Thuế 26 tỉnh phía Bắc, trong đó có Hưng Yên, về việc hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ tổ chức cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão. Theo đó, người dân doanh nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sẽ được miễn giảm gia hạn nhiều loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mức thuế thu nhập cá nhân được giảm tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Mức thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường nếu có. Mức thuế tài nguyên được giảm tương ứng số tài nguyên bị tổn thất, trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả hoặc trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau. Hộ cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2024. Hộ cá nhân kinh doanh chỉ cần nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2024 để được gia hạn nộp thuế. Trong đợt mưa lũ vừa qua, một số nhà máy cung cấp nước sạch tại tỉnh Hưng Yên phải dừng hoạt động do các trạm bơm lấy nước thô bị ngập. Thậm chí có nơi cả nhà máy xử lý nước bị ngập hoặc trạm biến áp không đảm bảo an toàn, gây ra tình trạng mất nước ở nhiều địa phương. Ngay sau mưa lũ, các đơn vị đã khẩn trương khắc phục để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và doanh nghiệp. Khi nước sông Hồng, sông Luộc lên báo động 2 và 3, tại tỉnh Hưng Yên có 7 nhà máy nước ngừng hoạt động là nhà máy nước Dạ Trạch, Thuần Hưng, Ngọc Tuấn, Phú Cường, Cương Chính, Hưng Đạo, Hải Triều. Trong đó có 5 nhà máy có trạm bơm bị ngập, 1 nhà máy có trạm biến áp không đảm bảo an toàn và 1 nhà máy bị ngập trong lũ. Riêng cấp nước ở khu vực nội thị thành phố Hưng Yên tuy không bị ngừng hoạt động nhưng áp lực nước yếu, cùng với đó một số nhà máy bị mất điện nên ảnh hưởng đến việc vận hành. Ngay khi mực nước xuống thấp, có điện trở lại, các doanh nghiệp đã tập trung xử lý, khắc phục những điểm thủng vỡ tại các tuyến ống truyền tải, phân phối nước trở lại. Vì vậy, một số nhà máy thời gian mất nước chỉ hơn một ngày. Đợt vừa rồi là do nước lũ bão lụt, khó mất độ hơn một ngày, chưa có bao giờ mất lâu như thế này.
Và từ trước đến nay là nhà máy đều phục vụ an toàn. Sự cố trục trặc chỉ có là thời gian rất là ngắn thôi. Do cái mực nước lũ dâng cao ấy, có ảnh hưởng đến cái trạm biến áp của công trình thu, nên là nhà máy là cũng phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn về điện đấy, cho người và tài sản. Thời gian ngừng cấp nước là khoảng 1 ngày rưỡi. Đấy, sau đấy nước lũ rút thì chúng tôi đã đưa dây chuyền vào hoạt động ngay. Hiện tại thì là nhà máy cũng đã cấp nước hoạt động ổn định lại cho nhân dân ở trên phạm vi 10 xã phường. Hiện nay cơ bản các nhà máy nước đã vận hành trở lại. Chỉ còn nhà máy nước ở xã Cường Chính cấp nước cho một số xã của huyện Tiên Lữ Phù Cử vẫn bị ngập, nhưng đã có thể vận hành cấp nước cho 4.000 hộ dân. Bây giờ chúng tôi cũng là vừa sản xuất vừa khắc phục và vẫn là bắt đầu cung cấp trở lại cho bà con, nước về ổn định cho bà con. Tuy nhiên là cũng trong cái giai đoạn đầu thì là bây giờ cấp nước trở lại thì nó cái áp lực nó chưa được như ngày bình thường, nên là cũng mong bà con khắc phục bằng cách là lấy cái nước ở tầng thấp, lúc này trong 1-2 ngày nó sẽ quay trở lại bình thường. Do mới vận hành trở lại nên áp suất nước chưa đảm bảo, vì vậy có nơi người dân phải sử dụng máy bơm để đẩy nước lên cao. Sau khi nước sông Hồng, sông Luộc rút, độ đục nước tăng lên nhiều lần so với thông thường, nhưng các nhà máy vẫn đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy định. Sáng nay tại thành phố Hưng Yên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị truyền thông, đối thoại, tư vấn, hỗ trợ giải đáp chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện hơn 150 doanh nghiệp đơn vị trong tỉnh được thông tin những nội dung của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, gồm 14 nội dung trọng tâm tác động đến doanh nghiệp người lao động, kinh nghiệm thực tế một số trường hợp hay xảy ra tranh chấp về bảo hiểm xã hội giữa người lao động với người sử dụng lao động, khiếu nại tố cáo, xử phạt vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Các đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi, nêu những vướng mắc gặp phải trong thực tiễn như thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, như điều kiện hưởng và các phương án nhận bảo hiểm xã hội một lần, quy định về xác nhận thời điểm chậm đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng lương hưu cho người lao động có đủ thời gian làm công việc trong môi trường nặng nhọc độc hại, các vấn đề liên quan đến thủ tục hồ sơ, điều kiện thời điểm hưởng các chế độ ốm đau thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, tăng giảm lao động và mức lương đóng bảo hiểm xã hội, cách tính lương hưu theo quy định mới. Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao đổi giải đáp hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 năm 2023, trên cả nước tiến hành triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Qua hơn 1 năm thực hiện, toàn tỉnh đã cung cấp dịch vụ cho hai nhóm thủ tục hành chính liên thông với trên 19.000 hồ sơ, trong đó có khoảng 16.000 hồ sơ đăng ký khai sinh, còn lại là đăng ký khai tử. Việc triển khai này mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại khi chỉ cần thực hiện một lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo. Toàn tỉnh hiện có trên 135 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với hệ thống gần 200 cửa hàng đang hoạt động, có gần 800 cột bơm xăng dầu. Thời gian qua, các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, lắp đặt hệ thống camera ghi hình giám sát hoạt động xuất nhập xăng dầu và bán hàng tại các cửa hàng, áp dụng rộng rãi các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc dán QR code tại khu vực dễ nhận biết, xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng. Việc chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đã góp phần minh bạch thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.